Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần lộ trình tâm. Vì chúng ta nghỉ quá lâu cho nên là hôm nay sư cô ôn sơ bộ lại trước khi chúng ta qua một cái lộ mới. Thì khi mà chúng ta nói về cái lộ trình tâm đó, thì tức là cái con đường mà cái tâm nó diễn ra. Như vậy khi nói cái con đường mà tâm nó diễn ra đó, thì từng bước một khi nó đi, một tâm nó khởi lên đó, thì nó chỉ có trong một cái sát na thôi, thì nó sẽ liền sinh có một cái tâm thứ hai, rồi cái tâm thứ ba, rồi tâm thứ tư. Thì nó đi trình tự như vậy, tức là cái này sinh lên diệt, rồi tới cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Như vậy nó đi từng bước một, và nó nối nhau. Thì cái tâm thứ nhất này khi mà nó diệt rồi đó, thì nó để hết cái tài sản của nó cho cái tâm thứ hai. Cái tâm thứ hai mà khi mà nó diệt rồi thì nó để hết tài sản cho tâm thứ ba. Và nó cứ điên như thế, nó luân chuyển như vậy. Thì chúng ta gọi nó là cái dòng chảy của tâm thức, hay là cái con đường đi của tâm. Như vậy nó đi từng bước thì nó phải đi có luật lệ của nó. Cái luật lệ của nó chính là cái lộ trình mà nó từng bước nó phải đi qua. Thì như chúng ta nói vào cái lộ đầu tiên đó, cái lộ đầu tiên mà chúng ta gọi đó là có lộ ngũ môn. Cái lộ ngũ môn này tại sao gọi nó là lộ ngũ môn? Bởi vì nó thông qua ngũ căn. Ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì nó có những cái đối tượng của nó về mắt thì sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, vân vân. Thì cái khi mà nó có một cái sự tiếp xúc như vậy đó, mà giữa hai bên này nè, giữa cái căn này nè và cái cảnh này nè, khi nó có một cái sự tiếp xúc đầy đủ của nó rồi, thì nó phát sanh cái thứ ba mà người ta gọi nó là cái thức. Thức đây chính là tâm. Tâm có khi chúng ta gọi bằng thức, có khi chúng ta gọi bằng tâm. Có khi thức gọi chung cho tất cả tâm và thức. Ví dụ như trong cái ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì cái thức uẩn đó là nó chỉ cho 121 tâm luôn, chỉ trong đó tất cả các tâm. Mà khi nói về tâm á, thì chúng ta có tâm và thức. Ví dụ như ở đây, đây là 10 cái thức đây, gọi là ngũ song thức. Ngũ song thức nằm trong tâm vô nhân, thì đây gọi là ngũ song thức. Tức là 10 cái thức này nó phát sanh khi mà các căn của chúng ta đã tiếp xúc với các trần, thì cái thức này đã liền phát sanh. Mà cái thức này phát sanh á, nó thuộc về cái thức quả. Nó là thức quả. Tức là nó là cái quả, nó không phải là cái nhân. Và cái nhân khi chúng ta tạo tác đó, là chúng ta tạo bằng cái các cái tâm tham, các cái tâm sân và các tâm si. Thì những cái quả bất thiện liền trổ sanh trong tâm. Đây là cái mà cái người đời đó, khi người ta tạo cái tội lỗi đó, người ta che giấu. Và người ta ngỡ rằng cái sự che giấu này người ta sẽ thoát khỏi, thứ nhất là cái dư luận. Cái dư luận gần nhất là cái người thân của người ta. Và cái thứ hai người ta thoát khỏi lực pháp. Như người Việt Nam mình nói sao, lưới trời tuy thưa mà không bỏ sót một ai. Cái lưới trời đó nằm ở chỗ này nè, nằm ở chỗ hễ mình tạo các cái pháp bất thiện thì cái quả bất thiện trổ sanh liền ở trong tâm. Còn nếu như đó là mình tạo các cái pháp thiện đây, kể cả những cái pháp mình tu thiền đây, thì tất cả nó đều trổ sanh liền ở trong tâm. Nó trổ đây, trổ liền trong tâm. Và nó cứ để đó, nó để đó. Khi nào nó đủ thuận duyên thì nó phát sanh lên. Cũng như hạt giống mình đã có sẵn, bây giờ chỉ cần để nó xuống mặt đất, có đầy đủ cái ánh sáng, nước, phân bón thì nó sẽ mọc lên và nó sẽ cầu thông. Cho nên những cái quả bất thiện của mình á, nó đi bằng con đường nào, nó vận động, nó đi bằng con đường nào. Con đường thứ nhất nè, mắt thấy nè, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Bởi khi chúng ta, khi mà chúng ta tiếp xúc á, thì tất cả những này tuy là cảnh, nhưng mà khi á, mà nó lọt vào
trong mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta đó, mà để nó tạo đủ cái duyên cho cái thức này nó phát sanh lên đó, thì cái khi đó nó chính là quả nghiệp của mình. Còn những cái gì mà chúng ta mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi lưỡi mà chưa có cái xúc, nó chưa có hình thành được một cái sự nối kết ở trong tâm chúng ta, thì cái này nó chưa là cái quả. Chưa là cái quả. Thí dụ bây giờ nè, mình vô cái lớp này mình học chung với nhau, là bạn đồng học với nhau. Nhưng mà chừng nào mình kết thân với một cái người nào đó để mà tâm sự, để mà giao thiệp tất cả mọi thứ, có ảnh hưởng qua lại, thì cái người đó mới chính là quả của mình. Còn tất cả sự gặp gỡ này đó, nó cũng là một cái quả thiện, nhưng mà nó phơn phớt thôi, nó chưa có thể gọi là cái quả. Ở đây là cái cảnh tốt, cái phước mình mới gặp được cảnh tốt. Nhưng mà khi nó nói á, thì nó phải có cái xúc này, nó phải có một cái sự giao lưu đến cái mức độ nào đó mà cái thức này nó khởi sanh. Khi cái thức này nó khởi sanh á, thì quý vị thấy nè, cái phần nè, thức này nó khởi sanh thì nó sẽ đi từng bước, từng bước, từng bước một, từng bước một, cho đến bảy cái tâm động tác này thì nó bắt đầu nó tạo nghiệp đây. Cái chỗ này nè mới gọi là cái chỗ mà chúng ta ứng xử với những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm đây, thì nó sẽ phát sinh ở đây. Khi nó phát sinh trong động tác thì có nghĩa là nó đã có ứng xử rồi, có nghĩa là nó đã tạo tác rồi. Và nó tạo tác cái gì? Nó tạo tác cái nghiệp mới và những cái đối tượng này. Thì cái con đường mà nó tạo tác lên cái nghiệp này, nhìn những nghiệp này, đường tạo tác này, nó đi từng bước một, đi cách thức nó đi như thế này, thì đây nó gọi là một cái lộ trình. Cái lộ trình tâm này nó sẽ mang cái tên của những cái đối tượng của nó. Ví dụ trong cái lộ ngũ này, chúng ta có lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, như vậy. Thì khi mà nó xuất hiện vậy đó, thì chúng ta thấy này, nó cắt cái dòng tâm thức của chúng ta. Cái dòng tâm thức này đó, nó gồm có hai cái phần đây. Phần này thiện nè, và phần này bất thiện này. Thiện này có hai cái, nó vừa có thiện, nó vừa có thiện trí. Thì khi mà chúng ta sinh ra với một cái tâm quả, gọi là tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh này nó gồm có 19 cái tâm quả tục sinh, nó còn gọi là 19 cái kiết sanh thức. 19 kiết sanh thức là 19 cái tâm đưa đi tái sanh. Chúng ta tạo, gieo cái nhân thiện và nhân bất thiện, nó tạo quả. Nhưng không phải tất cả các quả đều đưa đi tái sanh, mà có một cái số quả, nó có một cái chức năng, nó có thể đưa đi tái sanh được. Thì thí dụ như bây giờ, khi chúng ta làm điều thiện, thì 8 cái tâm quả thiện hữu nhân này, nó đưa đi tái sanh. Nó đưa đi tái sanh làm người, nó đưa đi tái sanh vào các cõi chư thiên, nó cũng đi tái sanh vào những cái tâm này. Đây là những cái tâm quả thiện. Ở đây nè, một cái chuỗi đây nè, nó cũng là 8 cái tâm quả thiện. Thì nó có cái tâm quán sát, họ xả quả thiện vô nhân này đưa đi tái sanh. Như vậy đây là 8 nè, đây là 1, là 9 nè. Còn khi mà mình để cho cái pháp bất thiện, 12 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si khởi lên, thì nó sẽ trổ ra 7 quả bất thiện này. Thì trong 7 quả bất thiện này, có cái tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân này đưa đi tái sanh. Và một tâm này thôi, cái giờ lâm chung đó, thì cái tâm tục sinh này khi mà nó phát sanh lên, ví dụ giờ cái người này đến đây đó, là họ chết ở đây, đây là tử này, thì liền một cái sát na dính liền đó, đây là nó sanh đây. Thì chúng ta sẽ thấy 8 quả thiện rồi đó. Một cái quả thiện vô nhân, chúng ta sẽ thấy có một cái quả bất thiện vô nhân,
Quả bất thiện vô nhân này nó có một thôi, nhưng mà nó tái sanh xuống bốn cái cảnh khổ, bốn cõi khổ. Thì vậy chúng ta thấy là nó đã 10 rồi. Bây giờ còn 9 á, là cái người nào tu thiền sắc giới. Mà đắc thiền sắc giới thì nó sẽ có 5 cái tâm quả, là 5 cái tầng thiền này nè. Nó sẽ đưa đi tái sanh về cõi trời sắc giới. Và đây là 4 cái tâm quả của người tu thiền vô sắc giới, nó sẽ tái sanh về cái cõi trời vô sắc giới. Thì như vậy đó, nó có tất cả là 19. Đây 19 cái quả đáo đại thuộc về thiền. Vậy 19 cái này đã đưa đi cái tái sanh. Thì khi chúng ta thấy là tất cả đều là cái tâm quả thiện đưa đi tái sanh, thì như nãy sư cô nói, cái giờ phút mà cái người này sanh ra đó, thì trong cái tâm quả thiện này nó phát sanh ở đây nè, phát sanh ở đây nè, giải lớn ra. Thì cái phần thiện này là cái phần lớn nhất nè, phần lớn nhất nó đưa đi tái sanh. Còn cái phần bất thiện nó sẽ nhỏ hơn, vì hiểu chưa? Thành ra đây là quả thiện. Nhưng mà nơi đây đó, trong này nó có cái sở hữu tưởng. Bởi vì ngay cái đầu tiên này, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, thì nó đều có chứa hai cái dòng, một cái dòng nghiệp thiện và cái dòng nghiệp bất thiện. Hiểu như vậy để chúng ta không thấy lấy làm lạ tại sao mà nói là mình tái sanh bằng tất cả những cái tâm quả thiện đây, mà tại sao lại là nó có cái bất thiện đi theo. Nó sinh ra bằng cái tâm quả đó, nhưng mà tất cả những cái chi pháp, những cái chi phần mà làm nên đó, nó có cái sở hữu tưởng nằm đây. Sở hữu tưởng nằm đây. Mà sở hữu tưởng này đó là nó như cái camera. Thì tất cả những gì mà chúng ta luân hồi từ bao nhiêu kiếp đó, nó ghi nhận đầy đủ hết. Thì khi ghi nhận như vậy, nơi đó nó có cái phần thiện và phần bất thiện, nó phải đi theo. Bởi vì nó đi theo cái luật đó, là hãy sát na này nó sinh diệt rồi, thì nó chuyển cái tài sản nó qua tới cái sát na thứ hai, nó chuyển như thế. Cái đường đi của nó nằm trong cái sở hữu tưởng. Còn quả của nó là cái quả thiện, thì nó sẽ tái sanh vào nơi làm người đây, tái sanh làm chư thiên đây. Và cái này đây, cái tâm quả mà thiện vô nhân này đó, thì vẫn được làm người. Cái này là sư cô chỉ ôn lại thôi, chỉ giảng vừa rồi làm người. Nhưng mà cái đặc điểm của cái người này đó là tàn tật từ trong bụng mẹ, phá thai là chết, gánh không nổi đâu, gánh không nổi đâu. Tại vì cái người mà nó tàn tật từ trong bụng mẹ đó, nó có một cái đặc điểm đó, là nó có nhiều cái phước thiện. Mặc dù cái ác nghiệp là thấy rõ rồi, nó tật nguyền ở chỗ nào, thì khi nó gieo cái chết cho người ta đó, thì cái nghiệp sát nó đúng vào cái vị trí đó. Cái ác nghiệp nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà tại sao ác nghiệp đó mà bây giờ nó được làm người? Bởi vì nó đã thấy rõ cái ác nghiệp của nó, và nó có sám hối, nó làm điều thiện. Trong luân hồi nó làm điều thiện, và nó sớm được làm người. Nhưng cái vết tích của ác nghiệp này vẫn còn động lại nơi cái thân thể của nó, để nó tiếp tục học một bài học nữa, cho đến khi nó được hoàn thiện. Cho nên á, đây là cái mà trong cái đời thường nó hiểu này. Tất cả những người mà ta có cái dấu vết về tật nguyền của thể chất, hoặc từ trong bụng mẹ, hoặc sau khi ra khỏi bụng mẹ rồi đó, thì mình đụng ở chỗ này là đụng vào cái vết thương. Ngay cả những người ta không tật nguyền, nhưng người ta không có nhan sắc chẳng hạn gì, mà mình lấy người ta làm cái trò đùa trò hề đó, thì cái đó là cái nỗi đau rồi, nó là cái mục nhọt của người ta. Mình đụng vào đó đó, thì những cái phần bất thiện này nó sẽ khởi sanh lên, nó sẽ khởi sanh lên. Và khi mình làm cái điều đó, mình phải nhận định rằng mình đúng hay không. Mặc dù mình nói chơi, nhưng mình có đúng hay không? Khi cái điều mình nói ra đó làm cho người ta tăng lên cái mặc cảm của người ta, làm tăng lên cái khổ đau của người ta,
làm tâm làm cho cái vết thương này á, nó chảy máu trở lại, mình có nên không? Bởi vì chúng ta đã học về tất cả những cái sắc, sắc pháp chúng ta rồi, chúng ta hiểu tất cả châu thân này toàn bộ từ cái bên trong nội tạng cho đến tới bên ngoài, tất cả đều là quả nghiệp của ta, và tất cả đều là cái phước báu nó đi với chúng ta từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta đậy cái nắp hộp. Nó đi theo cái gì? Nó đi theo cái quả phước mà chúng ta tạo ra. Quả phước đấy, quả phước đấy. Và nó đi theo những cái quả mà sai lầm chúng ta đã tạo ra. Nó đi theo hai cái nhánh này, đi theo cái dòng nghiệp này. Và nó khi lên khi xuống nó đổi thay. Chúng ta phải nhận ra cái điều này. Quý vị nhớ nhé, những người bị bệnh ung thư mà cho đến khi những cái tháng mà trước khi người ta chết đó, kể cả cái giờ người ta chết ta rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Nhưng cái tỉnh táo sáng suốt này có học ra được cái bài học về tâm linh không? Tại sao mình nằm đây? Cơ thể của mình á, không có di trùng đục khoét. Có người rất là đau, có người không đau. Nhưng nó mòn mỏi lần, suy kiệt lần. Và mình thấy á, cái sự sống của mình nó cứ mỗi một cái giờ khắc là nó đi ra. Nó đi ra như thế. Mà mình không có một cái cách gì để điều chỉnh lại được cả. Không làm thế nào được, thấy nó đi ra, thấy cái sự sống nó từ bỏ mình. Và mình có hiểu rằng đây là quả nghiệp sát mình đã tạo ra không? Nếu mình hiểu thì hãy sám hối. Hãy sám hối. Đau chừng nào sám hối chừng đó. Và nằm chỗ đó có điều kiện gì tạo phước cứ tạo phước. Mà cái tạo phước gần nhất đó, là chúng ta có thể trì kinh, chúng ta có thể niệm Phật, chúng ta có thể sám hối. Và chúng ta hồi hướng, ngoài cái hồi hướng chung ra, hồi hướng cho tất cả chư vị trong thân, ngoài thân của mình nhận cái phước báo này, tha thứ cái lỗi lầm cho mình để được siêu thoát. Thì đời sau đó, chúng ta có tái sanh lại đó, thì những cái bệnh dữ này nó không trở lại với mình. Vì ngay cái phút mà chúng ta tạo cái ác nghiệp đó đó, trong tâm chúng ta đã ghi nhận rồi. Thì thấy chưa? Trong tâm chúng ta ghi nhận rồi, nó có sẵn đây hết rồi, nó đâu có chạy đi đâu được đâu. Vì vậy mà khi chúng ta tái sanh đó, thì tất cả những cái quả nghiệp xấu mà chúng ta làm đây đó, thì nó nằm trong cái tâm đó hết. Bởi vì sở hữu tưởng này nó ghi lại nè, nó nằm hết trong cái tâm đó, tốt cũng như xấu nó nằm đó hết. Cũng như bây giờ mình nói nè, bây giờ mình lấy một cái hạt xoài mình gieo xuống đi, thì có cái nhà khoa học nào mà nói rằng à, cái phần ở trên đầu, phần ở giữa, phần ở cuối này, cái phần nào nó sẽ là cái thân, phần nào nó sẽ là cái rễ, phần nào nó sẽ là cái lá, phần nào là trái không? Không ai biết được à, gì không? Nhưng mà trong cái hạt xoài này nè, nó chứa đầy đủ hết. Cho nên cũng thời những cái hạt giống mình lấy mình gieo, nhưng mà mình chưa biết rằng là cái cây này nó lên sẽ ra sao. Thì trong tâm mình nó cũng vậy thôi. Khi mình làm điều lành thì trong tâm mình trổ quả lành. Khi nào trong mình làm cái điều sai, điều xấu ác, nó trổ quả liền. Và nó vậy, nó nằm ở trong tâm của mình để mà nó phát sinh ra. Và nó sẽ trổ sanh khi mà chúng ta sinh ra và các căn chúng ta tiếp xúc cái cảnh này. Cho nên chúng ta thấy nha, bây giờ đó là chúng ta có lục căn, những chúng sinh khác có lục căn. Và những cái chúng sinh khác á, nó sanh ra để làm gì? Để nó chết vì cái nghiệp sát nó. Cho nên người ta mới cắt cổ nó, người ta ăn thịt, người ta mới đập đầu nó, người ta ăn thịt. Thì mình mới đi phóng sanh. Quả của nghiệp sát cho nên nó sinh ra làm những cái loài thú, mà nhất là gia cầm. Thì cái số phận của nó phải chết vì cái nghiệp sát. Nhưng nếu cái chúng sinh đó nó đến tay của mình, thì mình có phải là sát thủ hay không là cái chuyện đó mình có quyền chọn lựa. Thì thấy rõ này chưa?
Chứ không phải mình nuôi con gà, con chó, con heo là nhất định mình phải giết nó, mà nhất định mình phải ăn thịt nó. Cái quyền chọn lựa vẫn là của mình. Nhưng mà những cái con vật này nè, nó sinh ra nó là nhất định nó sẽ đi vào con đường đó. Nhưng mà nó đã có làm rất là nhiều phước báo. Con người mà hai cái dòng nghiệp này nó có đầy đủ hết, thì nó lại có cái phước là ngày hôm nay chúng ta mua nó điều phong sạch. Và ít ra đó là cái buổi chợ ngày hôm nay là nó phải chết, nhưng mình đem mình thả đi ra sông ra biển vậy đó, thì cũng có con nó chết vì cái khác. Chứ không phải rằng nói rằng là nó không chết, nhưng mà nó có chết về cái nghiệp đó nữa hay không là cũng do cái phước báo nó. Nhưng ít ra nó được cứu một chút. Chúng ta có nghe cái câu chuyện của một cái Bà La Môn, một cái vị Bà La Môn. Thì ngày đó vị này đó làm 100 cái con dê để tế thật. Thì vị này mới nói với cái người mà giúp cái công việc mà làm cái lễ vật để tế ngày hôm đó, thì trong cái đám dê đó thì có một cái con dê nó cũng coi như là khá đẹp. Thì cái người chủ mới nói, cái người ông Bà La Môn mới nói với cái những cái người mà giúp cho ổng đó, ông nói rằng là những con dê trước khi đi tế thần phải đi tắm cho sạch sẽ đàng hoàng rồi mới đem vô mà làm lễ tế thần, tức là thọc huyết nó chết để mà tế thần. Thì khi dẫn mấy con dê đi tắm thì trong đó có một con dê. Cái khi mà dẫn nó đi ra để tắm thì nó khóc. Xong rồi ra tới nơi tắm thì nó lại cười. Nó cứ khóc cười vậy. Thì cái người tắm mới nói rằng cái con dê này lạ ha. Mà tại sao nó cười rồi nó khóc rồi nó cứ cười, con dê kỳ lạ không? Thì người này mới dẫn con dê vô mới nói với ông Bà La Môn á, con dê này quá đặc biệt đi. Nó khóc rồi nó cười mà không biết nó khóc cái gì mà nó cười cái gì. Thì cái ông Bà La Môn nó mới hỏi con dê, tại sao khóc mà tại sao cười? Nó nói đó, nó khóc tại vì thương cho ông Bà La Môn, mà nó cười là bởi vì nó biết đây là cái kiếp cuối đó, nó còn làm thân dê để cho người ta giết nó tế thời. Thì con dê nó mới nói với ông Bà La Môn, 500 kiếp trước đó tôi cũng là người Bà La Môn với ông, và tôi đã hướng dẫn cho đồ đệ của tôi đó là phải giết súc vật để tế thần. Vì cái tội đó đó mà tôi đã đọa 500 kiếp làm những con vật tế thần này. Và đây tôi biết chắc ngày hôm nay là kiếp cuối của tôi, bởi vì tôi hiểu rõ, cho nên là tôi đã nguyện không có làm cái chuyện sai trái này nữa. Thì hôm nay đó cái giờ cuối tôi cười, bởi vì tôi biết sắp tới đây đó là tôi sẽ bị thọc huyết chết, và đây là kiếp cuối. Tôi bỏ cái kiếp thú của tôi để tôi tái sanh về cái cảnh giới tốt hơn, cho nên tôi cười. Mà tôi khóc vì tôi thương ông, vì tôi thấy ông đi lại con đường cũ của tôi. Thì ông Bà La Môn này nghe xong sợ quá mới thả con dê ra, và nói với cái người mà dẫn con dê vô đó, hãy đem con dê này ở một cái chỗ nào mà cỏ xanh tốt nhất đó, thì thả nó chỗ đó để cho nó ăn. Con dê này xứng đáng để được mình đối xử như vậy. Thì cái người này mới đem con dê đó ra cái chỗ mà cỏ xanh nhất cho nó ăn. Thì con dê nó ở đó nó ăn cỏ, rồi đi tới đi lui cái chỗ đó nó thông thả thoải mái. Nhưng mà ngày hôm đó mưa xuống, sét nó đánh, thì một cái tảng đá trên đó nó mẻ ra một miếng, và cái cục đá nhỏ nó chém vào cái đầu của cái con dê này, thì con dê này tuôn máu ra chết. Nó không bị người ta cắt cổ ăn, nhưng mà cái nghiệp sát của nó khi chết phải đổ máu ra. Cho nên mình gieo cái gì đó là nó sẽ trổ y như vậy. Nhưng có cái điều mà cái người gieo xuống không có ngờ được đó là mình sát có một lần thôi mà cái quả này nó sẽ trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nào mình nhận ra đây là cái nghiệp sát đã gieo xuống, đây là cái sự sai trái rồi, mình phải sám hối để mình nguyện đời đời kiếp kiếp không có làm điều này nữa. Thì cái này chính là con đường tiến hóa tâm linh. Và cái này đó là khi mà chúng ta đây đó gặp bất cứ một cái
cái cảnh nào mà gọi là cái cảnh xấu đó, thì chúng ta hiểu ngay rằng là chúng ta đã tạo bằng nghiệp xấu. Vậy thì bây giờ chúng ta nên học từ đây một bài học về tâm linh, hay chúng ta tiếp tục để chúng ta trách móc, để chúng ta đau khổ, để chúng ta phiền não trong tâm? Hãy chọn lựa đi. Và chúng ta sẽ khóc đến bao giờ? Chúng ta sẽ khổ đến bao giờ? Càng khóc càng khổ thì những cái quả nghiệp này nó sẽ lặp lại. Nó sẽ lặp lại, nó sẽ lặp lại cho đến bao giờ chúng ta học được bài học thì chúng ta thôi. Chúng ta hoài thai một đứa con mà nó tật nguyền như vậy, chúng ta hiểu ngay rằng là ác nghiệp nó tạo ra, ta là người cộng nghiệp trong đó. Nếu ta không giúp nó trong kiếp này mà chúng ta hủy hoại nó, thì đường tái sanh chúng ta tác tệ hơn nó. Và cái cộng nghiệp này không có dứt đâu. Cho nên chưa có tôn giáo nào trên thế giới mà dạy cho chúng ta rằng những cái đau khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu đây, thì chúng ta nên học từ đó một cái bài học tâm linh. Học được thì chúng ta thôi. Cái người mà hiện ở đang ở trong các cái cảnh khổ đây, súc sanh ngạ quỷ Atula đây, mà hiểu được cái điều này thì thoát, mà không hiểu thì không thoát. Và đây là cái chỗ đó mà nói rằng người xuất gia phạm tội, phạm giới, người thế gian cũng phạm giới. Người xuất gia khi phạm giới đó đọa nặng hơn cái người thế gian, nhưng mà ra khỏi cái khổ cảnh đó thì nhanh hơn người thế gian. Bởi vì sao? Vì người xuất gia đó hiểu biết con đường nhân quả này. Ủa sao hiểu biết con đường nhân quả mà lại phạm giới? Vì một lẽ rất là đơn giản đó, cái dục vọng này nó mạnh hơn. Cái lúc mà người ta tạo nên cái ác nghiệp đó thì những cái thôi thúc thuộc về dục vọng nó quá mạnh, cho nên là nó bị che mờ, người ta phạm. Nhưng khi buông xuống thì ta hiểu được. Và sẵn đây thì sư cô nói có dây có nhợ cho quý vị thấy, bởi vì quý vị còn có con, còn có cháu. Tất cả những cái ác nghiệp mà tạo ra từ cái chỗ chơi game đó, nhất là cái chơi game bạo lực, nó nằm trong cái giới sát thứ nhất đó, đừng tưởng rằng không có phạm. Người này làm cái ác nghiệp mà mình tán đồng là mình đã bị rồi. Và mình đó hoan hỷ trong sự tán đồng nữa thì nó nặng nữa. Và nó quân tập trong tâm, quân tập không ra được. Tại sao vậy? Đây là trò chơi. Và khi người ta quen sống trong cái thế giới ảo đó, thì người ta cũng coi tất cả này cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Và vì vậy đó, khó thoát lắm. Cho nên nghiện rượu nè, còn có lúc tỉnh để ra được. Nghiện ma túy còn có lúc tỉnh để ra được ha. Nhưng mà cái nghiện game về bạo lực, nghiện game về sách, chưa thấy con đường ra. Đó là cái địa ngục của tà kiến. Nó quân tập cực kỳ sâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự thỏa hưởng của nó đó, nó nằm trong tâm đấy. Cái nằm trong tâm đấy. Đây, hỷ đây, lạc đây, nằm trong tâm. Còn tất cả những cái sự thỏa hưởng mà không phải ảo mà thực tế, là nó có cộng với thân ở trong đó. Nó có mượn cái thân này để mà cái thần kinh này nó rung động nè, và nó có những cái cảm xúc, và nó thụ hưởng những cái cảm xúc này trên chính cái hệ thần kinh của nó, đích xác là trên chính cái hệ thần kinh của nó, và nó rung động từng cái tế bào nữa, và nó hưởng thụ những cái cảm thọ đó, và nó để mãi trong cái nhớ nhung của nó ở trong tâm đây, là thọ lạc đây, trong tâm là thọ hỷ đây. Và chính những cái điều này là những điều khó đi ra. Vậy thấy không? Một cái đứa mà nó nghiện game á, ăn với uống nó cũng không thèm nhớ tới. Nó chơi đến nỗi mà con mắt của nó khô cái dây thần kinh và nó rớt tại cái màn hình đó. 3 ngày đêm. Có đứa 7 ngày. Nó đi trong cái
cái thuộc về cái tâm là cái chủ yếu, thành ra nó rất là khó thoát ra. Hiện tại là các nước người ta cũng đã mở những cái trung tâm để cai nghiện về game, thì chứng tỏ rằng đây là một cái bệnh về tâm rất nặng chứ không phải là một cái bệnh nhẹ đâu. Cho nên hãy coi chừng, vì sư cô thấy rằng bây giờ nhà nào đó cũng mua một cái iPad để cho con nó vùi vào trong đó, nó muốn làm gì thì làm. Mình nhớ lại cha mẹ của mình tuy nghèo khổ nhưng đâu có nuôi mình theo cái kiểu đó đâu. Sai là la liền, đánh cái bếp liền, đâu có để đâu. Mà mình còn chưa có thể nào mà mình như cái sự mong mỏi của cha mẹ mình mà. Huống chi mình thả liều, thả lúng như vậy. Cho nên là những cái thế hệ sau này đó, quý vị sẽ thấy mà. Khi nhà trường đào tạo họ giỏi về chuyên môn, có giỏi lắm. Và những cái kiến thức rộng họ có nhiều lắm. Nhưng mà để sử dụng cái chuyên môn, sử dụng cái kiến thức này để mà cho cái đời sống tâm linh người ta tiến hóa thì chuyện đó phải hỏi lại. Hỏi lại. Và khi mà cái những cái đào tạo chuyên ngành đó, nó cung cấp một cái hiệu quả ứng dụng cho cái đời sống này rất cao, thì nó bù lại đó, những người mà thuộc vào loại chuyên gia này người ta rất là phiến diện. Phiến diện nhiều lắm. Và có khi người ta đi tới cái cực đoan. Thí dụ như một cái người mà ta chuyên một cái ngành khoa học đó, khoa học thuần tí đi, thì khi mà mình nói về cái chuyện tâm linh này đó, thì người ta bác bỏ liền. Và kể cả những cái người ngờ nghệt đó, cũng tin vào những cái người mà người ta có cái trình độ về khoa học kỹ thuật cao. Ngờ nghệt trên như thế. Lãnh vực nào biết lãnh vực đó. Người có đủ tư cách nói về tâm linh thì cái người đó phải là cái người ở sâu trong lãnh vực đó mới có đủ tư cách để nói. Bây giờ trong cái bệnh viện người ta họp một cái hội đồng y khoa đi. Mà hôm nay người ta họp cái hội đồng chuyên ngành về gan, thì cái ông bác sĩ về phổi không đủ tư cách để nói chuyện trong chỗ này. Chỉ có đến nghe mà thôi chứ không đủ tư cách để nói. Trong ngành y khoa đó là như vậy. Huống chi mình lãnh vực khoa học, còn đây là lãnh vực tâm linh mà mình có quyền đứng trên cái phạm vi của mình để bác bỏ cả. Thì người đó không phải là nhà khoa học. Một nhà khoa học là một nhà nghiên cứu. Người ta chỉ có thể đưa ra cái phán quyết khi nào người ta đã trải nghiệm sự nghiên cứu của mình, người ta mới dám nói. Cái đó là nói năng không có cơ sở để mình có thể tin được. Nhưng người ta tin người khác vì người khác có học vị, người khác có cái nghề chuyên môn như vậy. Thì nếu như vậy chúng ta đây không phải Phật tử, vì Đức Phật đã dạy chúng ta rằng chúng ta không tin vào bất cứ một người nào có uy tín hết, hay là cái ngành, cái nghề đó, hay là hoặc chính Đức Phật cũng phải xem xét lại. Tất cả chúng ta đây đều phải tìm hiểu cho rõ ràng, chúng ta mới có thể phán quyết được. Chúng ta trở lại cái việc của mình, thì chúng ta thấy là khi chúng ta tạo tác, chúng ta tạo bằng tâm. Mà những cái tâm này khi nó tạo đó, thì một cái sở hữu nó là cái sở hữu tư đây, là nó là chỉ huy trưởng để nó tạo tác. Nó nằm trong này. Mấy chục cái sở hữu nó, nhưng mà sở hữu tư là chỉ huy trưởng. Khi nó chỉ huy như thế đó, là nó được cái sở hữu tưởng ghi lại, và nó đã hành động cách nào, nó đã làm ra sao, nó đều biết, nó nhớ rõ. Cái này là một cái dẫn chứng cho quý vị thấy. Bây giờ cũng thời đi học mai, sau khóa 3 tháng nó ra, có người về mở cái tiệm mai được, còn có người mai cởi bộ đồ ở trong nhà, người ta không chịu bận. Thì như vậy mình hiểu sao, mình nói cái người này khéo, còn cái người này đi dũng, mình chỉ biết nói vậy thôi. Nhưng tại sao khéo, tại sao dũng, thấy không? Tại vì tiền kiếp người này đã là thợ mai rồi, còn cái người này mới học lần đầu, thành ra nó lúng túng hoài, nó làm không được. Thành ra ai giỏi trong lĩnh vực nào thì tiền kiếp đã kinh qua những cái đó rồi, và nó ghi lại. Khi chúng ta tạo tác, bất cứ điều gì tốt xấu nó đều kinh qua. Nên quý vị đọc báo quý vị thấy lãnh tụ những cái băng cướp có khi 13, 14 tuổi.
con gái cũng là lãnh tụ của băng cướp, 13, 14 tuổi thôi nó chỉ huy. Thì khi mình thấy nó hành động mà nó ác, mà nó ở cái tuổi nhỏ đó, là mình biết rằng tiền kiếp của nó là cái đó là chuyên nghiệp của nó. Cho nên là mặc dù nó sinh ra làm người, nhưng mà đến khi mà nó sống trong đời này đó, thì tất cả những cái đối cảnh này nè, nhất là cái cảnh sắc này nè, nó muốn tất cả những cái tốt đẹp về phía nó hết á. Thành ra trong cái phần này nè, nó trỗi lên rất là nhiều, nó rất là mạnh mẽ, nó trỗi lên, nó chi phối hết toàn bộ, nó xóa cái phần người của nó đi, nó xóa cái phần thiện và thiện trí nó đi, những cái phần quế nhiễm này nó lên cao. Và nó hành xử như vậy đây. Hành xử nó tạo quả. Và tất cả những cái quả này nó sẽ đưa đến cái đi tái sanh, 19 cái tái sanh, 19 cái tâm tái sanh. Và 19 cái tâm tái sanh này đó là chúng ta đi tái sanh có một tâm thôi. Thì cái một tâm đó nó sẽ bắt đầu từ đây nè, nó đi suốt hết cái kiếp sống của chúng ta cho đến khi chúng ta chết. Thì như vậy chúng ta thấy nè, nó sanh ra bằng một cái tâm quả, rồi nó kéo dài hết cái cuộc sống chúng ta, rồi cuối cùng cái tâm quả này nó kết thúc cái nhiệm vụ của nó là nó chết. Thì cái giai đoạn mà nó nằm từ cái chỗ mà nó trước khi nó chết rồi nè, nó có một cái lộ trình, nó có lộ trình, tức là nó có một cái dòng tâm thức cuối của nó nằm sát cái chỗ này nè, thì người ta gọi nó là cái lộ cận tử. Và thường cái lộ cận tử này đó, là khi mình nói ra trong cái đời thường đó, thì cái lộ cận tử này đó, nó chính là lúc hấp hối. Hấp hối mà cái đoạn chót của nó. Như vậy chúng ta nói nha, khi mà chúng ta sống trong cái đời sống đó, mình đang vui vẻ hạnh phúc vậy, ai nói chết mình sợ lắm. Tại vì ăn miệng nói bậy nói bạ, nói chuyện gì cũng nói chuyện chết không. Mình sợ. Tại sao sợ chết vậy? Ai cũng sợ, không có người nào không sợ cả. Mà hiểu biết cách mấy đi nữa, sợ vẫn sợ. Là tại vì khi cái đường sanh tử mà nó xảy ra đó, thì khi mà nó cắt đứt cái sự sống này, liền nó có một sự thay đổi cực kỳ lớn lao. Nó không phải như là cái sanh tử mà nó nằm trong từng cái sát na này đâu. Mặc dù cái tử nó phát sanh lên nó cũng chỉ là một sát na mà thôi, chứ nó không hơn cái sao, không có hai sát na. Cái tử đây một sát na, ở đây cũng sinh diệt một sát na. Thì cái sinh diệt mà nó diễn ra trong tâm với trong thân chúng ta là nó diễn ra liên tục sinh diệt như thế này. Nhưng mà tại sao cái mà cái sinh diệt mà nó gọi là cái chết này đó, cái chết này là ai cũng sợ. Tại vì tất cả những cái sinh diệt này là những cái biến đổi của nó rất là chậm. Rất là chậm. Thấy không? Và nó không mang đến á, ví dụ như cái này nó sinh diệt rồi nó chuyển qua cái này. Thì cái nguyên tắc á, của cái tử này nè, khi nó mất rồi đó thì nó chuyển qua cái sanh, nó cũng chỉ trong một sát na mà thôi. Nó chuyển một sát na. Nhưng mà tại sao cái tử này nó làm nên một cái sự sợ hãi, một cái kinh hoàng trong tâm chúng ta? Trong khi chúng ta thấy rõ cái sinh diệt nó là đương nhiên rồi. Một cái hơi thở vô, một hơi thở ra là sinh diệt, tất cả chúng ta đều biết hết rồi. Mà tại sao cái chỗ này là sợ? Là tại vì một cái sát na này đó, cái tử này khi nó gián đoạn đó, là nó chấm dứt một kiếp sống, mà nó đổi thành cái kiếp sống khác. Và trong cái kiếp sống khác đó, không ai biết rằng mình sẽ sanh ra trong cảnh khổ hay mình sinh ra trong cái cảnh nhàn, chưa biết được. Và thường nó có một cái sự xáo trộn cực kỳ. Và cái kinh nghiệm sinh tử trong luân hồi này nè, làm chúng ta rất sợ chết. Ngay cả những cái giờ phút mà chúng ta thấy rằng mình không thể sống được, mình vẫn còn nắm níu chỗ đó. Là bởi vì cái kinh nghiệm này nó kinh khủng quá. Có khi người ta đang làm vua vậy đó, bây giờ người ta chết rồi, người ta đọa xuống, người ta làm những cái con bọ hung, con những cái con rắn, con rít rồi kia nọ, thì người ta kinh hoàng trong cái chuyện nó quá mức. Nhưng mà người ta không có biết nuôi dưỡng để cái khi mà mình chết đó mình sẽ đi về đâu. Mà thường đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, là chúng ta đó
đi được cái con đường thiện lành này đó, thì chúng ta hiểu cái giờ mà mình chết nó là bỏ một cái xe hơi cũ để có cái xe hơi mới. Còn nếu như mà cái đời sống chúng ta đi vào cái con đường khổ đau này đó, thì chúng ta sẽ biết chắc rằng khi mà chúng ta bỏ cái xe hơi cũ này là chúng ta không còn xe hơi để đi nữa. Nó kinh đến như vậy. Cho nên là mình phải thấy mình ngay từ trong cái hiện kiếp này, cái khuynh hướng của mình như thế nào, cái tâm mình hàng ngày nó diễn ra làm sao. Ngay cả những người đó, người ta đang sống trong một cái hiện kiếp như thế này, hiện kiếp đang diễn ra chưa biết khi nào chết, nhưng người ta hướng về một cái chết bằng cái những cái trạng thái tâm tâm tối. Mai em chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Mai em chết dưới cội đào, khóc em xin nhỏ lễ vào thiên thu. Thấy chưa? Vì người ta yêu đơn phương, người ta mong mỏi một cái tình yêu không được thì người ta nuôi cái u ám trong tâm của người ta. Người ta nói như vậy thì cái khuynh hướng người ta đi, thì cái chết này nó đưa đến cái chết này, thì cái tái sanh người ta là không còn xe hơi đi nữa. Cho nên phải nhìn cái khuynh hướng mình. Và khi mình hiểu biết, khi mình hiểu biết rõ cả những cái bợn nhơ trong tâm mình mà mình không có diệt trừ được. Thí dụ như bây giờ mình rất là thương cái người thân của mình, mình rất quý cái sự sống này, mình biết rằng mình khó mà xa rời cái người thân của mình, và mình khó mà bỏ cái đời sống này. Mình bỏ rồi mình sống ở đâu, thì mình sống với ai, mình ra làm sao? Mình không bao giờ muốn như vậy. Mặc dù mình có học bao nhiêu giáo pháp mà trong tâm mình vẫn vậy, mình thấy rõ chứ. Nhưng không lẽ mình thấy rõ vậy để rồi lúc mình chết mình đọa sao? Tại ra khi mình thấy rõ đó, mình phải định hướng liền. Một cái định hướng của mình là một cái định hướng tích cực liền. Một cái định hướng tích cực cho tới giờ chết. Mặc dù nó vẫn trỗi lên. Chúng ta nên nhớ rằng đó, cái con đường tâm thức của chúng ta nó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Nó như những cái biểu đồ mà nó bất bình thường, nó nhảy lên nhảy xuống. Thì cái chuyện mà chúng ta từ pháp thiện mà chúng ta duyên với, từ pháp thiện duyên với pháp bất thiện, rồi từ pháp bất thiện này duyên với pháp thiện, là cái chuyện mà nó diễn ra liên tục ở trong tâm chúng ta. Như vậy thì trong cái xấu này chúng ta có thể chuyển thành cái tốt được, mà cái tốt chúng ta không biết chuyển thành cái xấu được. Hai cái này nó đi lên đi xuống ở trong tâm chúng ta liên tục mà. Như vậy nếu chúng ta còn yêu thương cái người thân của mình, chúng ta còn luyến cái cuộc sống này, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta còn luân hồi. Như vậy chúng ta phải luân hồi làm sao mà nó đi vào cái phần tốt, thì chúng ta nguyện tái sanh lại trong gia tộc này. Thấy không? Chúng ta nguyện là được tiếp tục cái kiếp người để chúng ta đi vào con đường lành, con đường tốt, để chúng ta còn đủ cái sáng suốt mà chúng ta đã vươn lên. Ngay từ bây giờ phải tập như vậy. Ngay từ bây giờ phải định hướng vậy. Thì một ngày chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta suy nghĩ điều lành, chúng ta làm điều lành, cái tâm chúng ta bắt đầu nó lộn xộn, thì chúng ta trì một bài kinh, chúng ta niệm Phật, thấy không? Chúng ta nghĩ tới những cái điều lành, điều ác ta làm, thì như vậy là mình dẫn dắt mình đi. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thế này. Bây giờ vợ chồng gắn bó với nhau, bây giờ muốn rằng trong cái kiếp tái sanh mình vẫn là chồng vợ nữa, mình vẫn sống tốt như vậy đó, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì Đức Phật dạy nè, thứ nhất cả hai phải cùng giữ giới. Năm giới căn bản đó, cả hai phải cùng giữ giới. Và cái thứ hai nữa là để định hướng cho việc gặp lại đó, thì khi mình giữ giới đó, thì mình phải định hướng là mình cùng nhau đó, mình sống cái đời chồng vợ để mình làm cái điều lành. Ví dụ mình chồng vợ mình có con thì mình hết lòng hết dạ để giúp cho những cái sinh linh này nè, nó lớn lên, nó trưởng thành, nó trở thành cái người hữu ích trong xã hội. Và bản thân của mình cũng nhờ cái kiếp người này, nhờ có một cái người bạn đời này nè, thì cả hai đó là có hai lần kết hôn. Một lần là kết hôn chồng vợ để có con có cái với nhau,
Mà một lần khi cái nhiệm vụ đó xong á, thì kết thành cái duyên mà gọi là phát quyến với nhau. Đầu tiên là gia quyến thì chồng vợ với nhau, và lần thứ hai là phát quyến với nhau. Thì hai cái con đường đó mà nếu mình định hướng từ trong kiếp này thì trong kiếp tới mình muốn là chồng vợ với nhau, cũng là một cái gia quyến, cũng là phát quyến với nhau, thì Đức Phật dạy đó là năm giới. Cái thứ hai là cái con đường lành, cái con đường thiện này là hằng ngày phải chung cùng với nhau. Thì chúng ta không đọa. Còn nếu không đó, một người chết trước thì nó cứ bám theo cái người còn sống hoài. Rồi cái người còn sống đó là cứ chờ để cái lúc lâm chung đó, là mình thấy cái người đó hiện ra, mình đi theo người đó, thì hai người dẫn nhau trong ma cảnh chứ không phải trong người. Cho nên là chúng ta hiểu cái này để mà chúng ta định hướng ngay từ bây giờ, chứ không phải để sợ hãi. Tất cả những cái gì mà chúng ta biết rằng nó gây nên sự sợ hãi thì chúng ta phải đem nó ra để mà nghiên cứu, mà học hỏi, để mà chúng ta làm cho cái sự sợ hãi chúng ta chấm dứt. Bởi vì sợ hãi nằm trong pháp bất thiện đây. Mà khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi nó, chính là cái pháp thiện trí cho pháp sanh. Thì như vậy thiện trí này sẽ dẫn cho chúng ta đi ra khỏi cái mà chúng ta sợ hãi. Cho nên chúng ta phải đối diện với những cái chúng ta sợ hãi, chúng ta tìm hiểu và chúng ta tìm cái con đường ra. Cho nên không phải là nói về cái chết là một cái điều mà gọi là nói vô cái điều cấm kỵ, không phải vậy. Không phải vậy, cái đó là cái mê tín. Mê tín là do sợ hãi mà nó đi tới cái mê tín. Còn bây giờ chúng ta đem nó ra để chúng ta nghiên cứu, chúng ta phân tích, chúng ta học hỏi, bởi vì chúng ta sẽ phải chết. Và chết vào cái phút nào thì mình chưa có đủ phước để mình biết rõ. Cái người đủ phước người ta mới biết rõ. Nhưng mà mình định hướng cái cuộc đời của mình để đi từ trong cái kiếp sống này cho đến khi chúng ta chấm dứt, thì chúng ta đây định hướng được. Và khi chúng ta định hướng được thì chúng ta sẽ luyện tập. Là bởi vì cái giờ phút mà chúng ta cận tử, giờ phút chết đó, là cái giờ phút đó nó là một cái phản xạ chứ không còn là phản ứng. Bởi vì phản ứng nó còn kịp để mà suy nghĩ. Còn cái phản xạ là cái giờ phút đó là nó giống như là, nó gọi là máy móc automatic, là nó sẽ đối ứng với cái đó. Thành ra mình hành trì, mình tu tập thế nào mà nó sẽ trở thành là một cái phản xạ. Cũng như bây giờ đó, sư cô nói hai việc này. Cái việc thứ nhất, thí dụ một người chuyên niệm Phật, thì khi có cái chuyện xảy ra đó, họ chưa kịp nhớ niệm Phật thì trong tâm họ đã niệm Phật rồi. Còn mình tu thiền đó, thì mình chánh niệm, mà khi mình nhớ nó chánh niệm thì nó đã chánh niệm rồi, thì cái đó chính là cái phản xạ. Còn cái lúc mình nhớ để niệm Phật, mình nhớ để chánh niệm thì đó là phản ứng. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì cái đó là do cái gì? Do hàng ngày mình quân tập. Thì vậy cái con đường mà chúng ta đi đến cái chết, chúng ta nói đến cái chết thì chúng ta nói với trí tuệ, chứ không phải chúng ta nói bằng những cái cảm xúc xấu ở trong tâm chúng ta. Chúng ta nói bằng năng lượng lành, chúng ta không nói bằng năng lượng xấu. Đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng ta học hỏi về cái lộ cận tử mà Đức Phật dạy chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái lộ cận tử đây. Tức là một cái lộ trình tâm. Cái lộ trình tâm mà nó đưa đến cái chết. Hay là mình nói á, là cái lộ trình mà trong cái giờ hấp hối. Thì khi cái lộ này là cái lộ nó diễn ra cuối cùng để nó đưa đến cái chết. Thì nó gọi là cái lộ cận tử. Thì trong cái từ ngữ mà nó thuộc về Pali này đó, thì chúng ta thấy chữ Chitta Vitthi thì có nghĩa là lộ trình tâm. Chữ này có nghĩa là lộ trình tâm. Chitta Vitthi. Còn cái chữ Maranya này, chết. Cái chữ này sở dĩ sư cô kẻ đây á, là bởi vì chữ A này đó là nó bằng hai chữ A cộng lại. Cho nên là cái chữ Asanya. Asanya này có nghĩa là gần kề. Có nghĩa là kề cận có chết. Đó. Như vậy chữ Maranya Sanya có nghĩa là cận tử, tức là gần cái lúc chết nhất, gần kề cái chết. Còn Chitta Vitthi có nghĩa là cái lộ trình tâm. Chúng ta ghi gọn nó là cái lộ cận tử.
thì đó là nó thiếu chữ A. Citta, citta vitti. Như vậy trong cái lộ cận tử này là nó nằm vào trong cái giờ hấp hối đó, nó nằm đây nè, sát đây nè. Khi cái lộ này nó diễn ra rồi đó thì cái tâm tử nó sẽ xuất hiện liền trong cái lộ cuối của nó. Thì khi mà nói về cái lộ cận tử này nó cũng có hai loại. Một cái lộ nó thuộc về ngũ môn, một lộ thuộc về ý môn. Thì chúng ta sẽ học kỹ cái này, còn hôm nay thì chúng ta học cái phần coi như tổng quát mình nắm thôi. Thì cái lộ ngũ môn đó là cái khi mà cái người mà trong cái giờ mà hấp hối đó thì người ta đó các cái căn này nè, hoặc là người ta thấy, hoặc là người ta nghe, hoặc là người ta nếm, hoặc là người ta ngửi, hoặc là người ta xúc chạm, tức là những cái đối cảnh này nè, những cái đối cảnh là thuộc về cái lộ ngũ môn này nè, đối cảnh thuộc lộ ngũ môn này nó xuất hiện, nó tái tạo lại. Thì cái người nào đó lúc chết đó, là bắt cái cảnh của lộ ngũ này chết, tức là nơi tâm đó, cái đoạn cuối này nó là cái lộ ngũ. Nó lộ ngũ nó nằm đây, sát đây lộ ngũ nằm đây đó, nó đi như thế này là nó nằm trong cái lộ ngũ đây. Nhưng nó không tới 7 cái mà chỉ có 5 cái rồi đó, nó sẽ đi vào cái chữ tử. Thì chúng ta sẽ học kỹ, còn bây giờ tổng quát chúng ta chưa có nói chi tiết được. Còn cái thứ hai là nó khởi từ cái lộ ý môn. Lộ ý môn đây, lộ ý môn nó nằm ở cái phần cuối cùng đây, tức là nó là cái cảnh pháp nó sẽ trạo lại trong cái tâm của người đó. Và cái giờ cuối cùng nè, để nó đưa đến sau khi mà cái động tốc này nó diễn ra rồi thì cái tâm tử nó phát sanh, thì vậy là nó kết thúc cái một cái kiếp sống. Thì cái sát na tử này khi nó phát sanh đó, nó là chấm dứt, nó kết thúc một cái kiếp sống, đồng thời đó là nó sẽ chuyển qua một cái kiếp sống mới chỉ trong một cái sát na nữa thôi. Tức là nó giống như hai cái vòng tròn thứ nhất đây, rồi thí dụ mình tượng trưng nó là cái sát na tử đây, thì cái sát na sanh nó liền kề. Thành ra khi nó xuất hiện ở tại chỗ này đó thì nó cắt đứt. Nó cắt đứt, nó xen vào chỉ có một sát na thôi. Thì nó cắt đứt cái kiếp sống hiện tại này, và nó kết thúc cái kiếp sống hiện tại này, đồng thời nó chuyển qua tái sanh liền. Và tái sanh đi về đâu thì đó là một cái vấn đề thứ hai. Cho nên á, là khi mình cái từ mà mình dùng ở trong cái Phật học với cái từ ở ngoài cái đời thường đó, nhiều khi mình có lấn cấn ở chỗ này. Chết là tái sanh liền, hiểu không? Nhưng mà tái sanh về đâu mà mình phải cúng kiến, mà tái sanh về đâu mình không có cúng kiến. Tái sanh làm người không có cúng kiến, tái sanh là chư thiên không cần phải cúng kiến, tái sanh vào địa ngục không thể cúng kiến. Nhưng mà tái sanh Atula, quỷ khổ, trong đó có ma và quỷ đói, và tái sanh vào súc sanh không có cúng kiến được. Như vậy khi mà chúng ta cúng á, là nó có hai cái hạng, một cái hạng là Atula, một cái hạng là quỷ khổ. Quỷ khổ nó chia ra làm ma với quỷ. Nhưng mà trong Atula này, trong quỷ khổ này không phải tất cả đều cần tới sự cúng kiến này, mà chỉ có một số mà thôi. Nhưng mà cái số đó không phải là ít, mà cái số đó thường ở đâu? Cái thứ nhất, ví dụ cái nhà mình đây á, là thường thường nó đứng ngoài cổng nhà đó, đứng ngay cái cửa nhà đó, đứng ở cái vách nhà đó. Còn ở ngoài đường đứng ở đâu? Đứng ở ngã tư đường, ở ngã ba đường, và kể cả ở vệ đường. Nhiều nhất là ở chỗ những cái ngã tư, ngã ba. Nhiều nhất là nơi những cái cổng ra vô. Đứng đó để làm gì? Để chờ coi có ai cúng không. Bởi vì có cúng á thì mới có ăn được. Bởi vì Đức Phật nói rằng là những người mà sanh ra trong cái cõi đó, thứ nhất không có làm thuê làm mướn được, cái thứ hai không có buôn bán được, cái thứ ba không có sản xuất được, và không có bất cứ một cái nghề ngỗng gì để mưu sinh cả. Vì không, cái thế giới đó
không có làm cái gì ra để sống, cho nên người ta cần cái nương nhờ và sự bố thí của người còn sống, và đặc biệt là cái người thân của người ta, hoặc là ở các cái nơi chùa chiền. Cho nên những cái lễ mà coi như là trai đàn để mà bố thí, dù lớn dù nhỏ, thì những người đó họ quy tụ về rất là nhiều, thì nhờ mình cúng kiến mới có ăn. Rồi quý vị nào giữ trong tay cái quyển kinh Nhật tụng của Chư Tăng Nguyên Thủy đó, thì trong đó nó có cái bài kinh mà tụng nhân cái ngày đám giỗ đó, thì cái bài kinh đó gọi là hộ ngoại quỷ sử, tức quỷ đứng ngoài vách nhà. Thì trong cái bài kinh đó giải thích đầy đủ hết, và cũng cho biết rõ rằng cái khi mà mình cúng kiến như thế đó thì người ta rất là biết ơn, người ta luôn luôn hướng về cái người thí chủ đó để người ta chúc phúc, để người ta cầu nguyện cái điều lành điều tốt cho cái người thí chủ này. Cho nên khi mình hiểu vậy á, thì mình bỏ đi cái tà kiến đó là trọng nam khinh nữ. Là thí dụ như bây giờ đó, ba má mình mất, mình nói anh hai tôi thờ rồi, cúng rồi, tôi không cần thiết phải làm chuyện đó. Cái đó là tà kiến đó. Bởi vì hồi má mình đẻ ra 10 đứa con đi nữa thì đứa nào má cũng nuôi đàng hoàng hết. Thì bây giờ cái ơn nghĩa đối với cha mẹ của mình á, thì cái đó là bổn phận của mình, không có phân biệt ở chỗ sắc tính nam hay sắc tính nữ. Mình đã biết thọ ơn, và hơn nữa ngoài cái ơn nó ra thì nó có cái tình thương đối với cha mẹ mình. Thì cái chuyện mà mình cúng kiến, chuyện mà mình hồi hướng, chuyện mình đi cầu nguyện, là cái đó là cái tình thương của mình, là cái việc mình phải làm để mà mình có phước báo. Và đồng thời đó là mình thể hiện một cái tình thương đối với cha mẹ một cách đúng đắn. Thì cái việc cúng kiến đó là hãy mình là con mà mình có thương ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đó, thì mình cứ cúng. Chứ đừng có nói rằng là anh hai, anh ba, anh tư gì đó, không cần thiết. Không cần thiết chuyện đó. Mình thương tưởng đối ông bà cha mẹ mình thì mình cúng kiến. Và mình cúng kiến như thế đó cũng chưa chắc là cái người mình cúng kiến đó người ta có hưởng được. Bởi vì có khi người ta đã ở trong những cái cảnh giới tốt hơn hoặc xấu hơn thì người ta không thọ hưởng được. Cho nên cái cách mình cúng kiến á, bao giờ cũng cúng hết cho của quyền thất tổ nội ngoại hết. Thì người nào cần thiết thì người đó hưởng. Còn riêng cái người mới mất á, thì mình nói đủ tên họ cái người đó vào trong đó. Thì ai hưởng được điều tốt. Nhưng mà cái việc đầu tiên khi mình cúng kiến thì mình có phước rồi. Nhưng cái này cũng nói thêm chứ không thôi là nó nguy lắm đó. Là không phải cái chuyện mình cúng kiến ở nhà mình là tốt nhất, mà chuyện mình cúng trong chùa là tốt nhất. Tại sao vậy? Tại vì trong đó cái cửu quyền trong đó rất là lớn. Người này cũng hưởng được thì có người kia. Với hơn nữa khi mình cúng trong đó thì có chư tăng ni, hoặc là có những cái buổi giảng pháp, thì vậy giúp cho những người đó siêu độ tốt hơn. Còn ở đây mình cúng ở nhà là cái tình. Trước nhất cái tình đó đối với lại cái người sống trước đã, để cho anh chị em có cái dịp mà gần gũi nhau, nhắc nhở là mình chung một nguồn một cội à, rồi sau đó cũng là cái nghĩa tình đối với cái người đã mất của mình thôi. Nhưng mà không coi cái đó chánh. Và cái chuyện mà tuyệt đối tránh á, ở trong chùa cũng như ở trong cái nhà riêng của mình á, là không có nhờ cái người thân đã mất giúp bất cứ gì cho mình. Không giúp bất cứ gì cho mình cả. Không có nhờ giả. Bởi vì mình biết là khi mình cúng thì cha mẹ mình, ông bà mình phải là chư thiên rồi. Làm con người thì cũng không được rồi. Thấy không? Mà người ta ở trong cái cảnh giới giống như bây giờ, mình có nghĩ bất công không? Người ta đã nghèo hơn mình rồi, bây giờ mình tới đó, mình nhờ người ta phải chạy dạy thì giúp cho mình, thì mình nghĩ mình có cái lòng nhân không? Khi mình cúng mình phải biết cái đối tượng đó là ai, mà tại sao mình phải nhờ giả vậy? Còn nếu như mình có cái phước đó, ông bà mình tái sanh làm chư thiên dục giới đó, quý vị khỏi cầu khỏi cúng những vị này đó, mà sống giúp làm sao á, thì chết rồi mà được chư thiên đó giúp còn nhiều hơn, khỏi cần nói. Chỉ cái lòng mình thương tưởng, chỉ cái lòng mình thiện lành, mình có phước báo là những gì này sẵn sàng hộ trì. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta đó làm mọi việc cho nó đúng đắn và nó tốt đẹp. Bây giờ chúng ta nói trở lại cái vấn đề mà cái lộ cận tử đó. Thì như vậy là cái tâm nó diễn ra vào cái lúc mà nó
sắp hấp hối đây, đều có đoạn này. Nhưng chúng ta nhớ nè, một cái dòng chảy nó chảy từ vô lượng kiếp cho tới đây, cuối cùng nó đưa đến cái chết. Thì khi người ta chết như vậy đó, là chúng ta hiểu rằng cái tâm tử này đó chính là cái tâm quả tục sinh. Mà cái lúc mình mới sinh ra đó, lúc mới sinh ra thì cái tâm quả tục sinh đó đây nè, đó, thì nó làm cái nhiệm vụ là nó bảo vệ kiếp sống, rồi sau đó là nó đưa tới cái việc mà nó kết thúc cái nhiệm vụ sinh ra, cái nhiệm vụ bảo vệ kiếp sống của nó. Thì khi nó kết thúc cái nhiệm vụ đó là chết. Thì chúng ta hiểu vậy. Khi mà cái quả mà để đưa đến cho chúng ta đi tái sanh đây đó, thì cái quả nghiệp đưa đến tái sanh đây đó, thì nó hộ trì cái kiếp sống chúng ta, nó đi đây, nó đi đây, nó hộ trì đây, nó chạy luôn một cái dòng chảy suốt vậy. Thì cái dòng chảy này nó vẫn là cái hoạt động của nghiệp ở trong tâm. Cái hộ kiếp này vẫn là hoạt động của nghiệp ở trong tâm. Bây giờ khi quý vị hành thiền đó, mình thấy cái hộ kiếp mình hay không? Thấy. Ngay trong cái đời thường đó, khi mình chưa hành thiền vẫn thấy cái hộ kiếp luôn. Tại mình không biết thôi. Ví dụ như bây giờ nói là bây giờ hôm nay quý vị sáng này vào đây hành thiền trong 10 phút. Thì cái đề mục của mình là gì? Đề mục của mình là cái hơi thở vô và hơi thở ra. Khi hơi thở vô ra nó chạm ở vùng cửa mũi này ấm hay mát, là mình chỉ có biết có bao nhiêu đó thôi, đúng không? Nhưng mà khi đó mà mình á là để ý vậy, nhưng mà chút nó chạy ra cái chỗ khác, nó chạy ra cái chỗ khác nữa, mình có chủ động đâu, đúng không? Mà nó vẫn chạy, nó chính là hộ kiếp. Và cái lần trước khi mà chúng ta học là nói rằng cái lộ ngũ môn này nè, lộ ngũ môn này, khi lộ ngũ môn này khi mà nó diễn ra đó, một cái lộ nó diễn ra rồi thì cái lộ ý môn nó tiếp theo. Quý vị nhớ mình học cái bài đó không? Gọi là lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Thì nó tối thiểu nó cũng phải có bốn lộ. Tức là cái lộ ngũ nó khởi lên thì có cái lộ ý môn để mà nó trạo lại tất cả những thứ đó, rồi tới cái lộ định nghĩa và lộ định danh. Bốn cái nó mới hình thành được nguyên cả bốn cái lộ này. Khi mà nó đi như vậy đó, nó đi vậy là lộ ngũ và cái lộ ý nó nối tiếp nhau. Thì trong cái giờ mà người ta lâm chung đó, thì nãy sư cô có giảng đó, một là cái lộ ngũ, hai là cái lộ ý này nó diễn ra. Thì trong khi mà chúng ta đó khởi sanh lên để mà nó đưa vào cái chỗ mà tử này đó, thì hai cái lộ này đó, một là chúng ta, một là trong tâm của cái người mà sắp chết á, cái lộ này nó khởi lên rồi cái tử nó phát sanh này chấm dứt. Hai là cái lộ này nó khởi lên và nó chấm dứt. Thì dẫu cho hai cái lộ nào có khởi lên đi nữa thì nó cũng đều sử dụng hai cái dòng nghiệp này hết. Tức là có khi nó thiện, có khi nó bất thiện. Thì cái hộ kiếp này khi nó xảy ra trong tâm này nè, thì trong lúc mà chúng ta hành thiền á, là chúng ta thấy hộ kiếp nó khởi sanh lên. Mà hồi nãy sư cô có nói là khi mà một cái lộ ngũ nó khởi lên đó, thì bao giờ cũng vậy, khi nó khởi lên rồi thì tiếp theo cái tâm mót đằng sau này nè, thì nó có một chuỗi cái hộ kiếp, rồi sau đó nó mới tiếp tục cái lộ ý. Cái lộ ý này nó khởi lên, lộ ý này khởi lên xong rồi nó sẽ tiếp tục những cái hộ kiếp của nó, rồi nó mới có cái lộ ý kế tiếp, rồi nó hộ kiếp nó mới có ý kế tiếp. Thì như vậy cái lúc mà nó đi đó, cái lúc mà cái tâm mình đi chính là nó nằm ở cái chỗ là cái hộ kiếp ở phía sau những cái này, vậy thấy chưa? Hoặc là cái khi mình đang ngồi mình chăm chú mình làm cái gì đó, nhưng mà chút mình giật mình thấy rằng cái tâm mình nó đang nghĩ cái gì đó từ nãy tới giờ, mình nó cứ miên man nó nghĩ, thì vị thì nó là hộ kiếp đó. Một cái dòng sống rất là mạnh mẽ nó chảy trong tâm của mình, mà nó lẫn lộn, thiện cũng có, bất thiện cũng có, nó trôi chảy. Thành ra nếu như mà chúng ta đó mà để cho nó cứ tự nhiên nó dẫn dắt mình như vậy đó, là thông thường mình sẽ đi vào những cái nghiệp xấu nhiều hơn nghiệp tốt. Chúng ta phải để ý như thế này nha. Để ý nè, đây là chính là cái đời sống đích thực đây. Bây giờ sư cô nói một cái chuyện thực tế để rồi quý vị kiểm lại. Hai bà cháu, mà bà thì rất là thương cháu, quý vị biết rồi đó. Thông thường là ông bà thương cháu nhiều hơn cha mẹ thường, chiều chuộng nhiều hơn. Tại sao vậy? Cha mẹ còn có công ăn việc làm, còn lo đủ thứ mọi chuyện hết, cho nên là không có nhiều thì giờ bằng ông bà. Cái thứ hai nữa, cái hồi mà mình còn trẻ đó, mình đẻ con đó, mình nuôi đó,
mình phải nghiêm khắc với nó thì nó mới nên người. Cho nên mình cũng không có mở hết cái tấm lòng của mình ra với con của mình. Thì bây giờ cháu mình, cho nên mình mới tha hồ mà thương, tha hồ mà chiều. Quý vị hiểu chưa? Thì không có một cái đứa nào mà nó không chịu cái này cả. Bởi vì con người ta mà nó cung phụng cho cái sở thích của nó là nó thích trước rồi. Nhưng hãy để ý nha, chỉ cần quý vị nói nặng nó một chút là nó phật lòng một cái, là cái này nó ghim gút. Nó ghim gút rất nặng. Một cái đứa 5 tuổi ha, mà nó rất thương bà của nó, mà bà nó cũng thương nó, mà chỉ vì một chút ganh tị thôi, tức là bà săn sóc cái thằng em nó hơn một chút xíu đó, mà bà la nó cái gì đó, quý vị biết nó thủ con dao cao và nó định đâm á, 5 tuổi thôi. Thì đây là mình không nói vấn đề tốt xấu, mình nói cái vấn đề cái tâm của người ta. Thành ra mình ăn ở với nhau nè, chồng vợ nè, anh em nè, quyến thuộc, tất cả mọi thứ phải để ý. Mình tốn người ta rất nhiều ha, nhưng chỉ một cái không vừa ý thì họ ghim cái không vừa ý này lớn nhất. Nhớ chưa? Và cái này nó sẽ đi suốt trong cuộc đời của mình đó. Là cái giờ lâm chung đó, những cái khổ đau này thường khởi lên chứ không phải những cái thiện. Cho nên khi cái hộ kiếp mà nó trôi chảy như vậy, nó sẽ theo cái luật này. Tâm mình cũng vẫn vậy, đừng nói cái đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi hay đứa mấy chục tuổi, con cháu mình đừng nói như vậy, mà mình phải nói đây là cái luật của tâm. Mình cũng vậy nữa, người ta tốt với mình, nhưng mà có cái chuyện mình không vừa ý là mình cứ nói đi nói lại cái chuyện đó hoài. Đây là cái luật hoạt động của tâm, là bởi vì pháp bất thiện của mình còn quá mạnh, cho nên là những cái điều tốt đẹp này mình không nuôi dưỡng được nhiều, nhưng những cái xấu ác này là mình nuôi dưỡng quá đậm. Và mình hiểu rằng một cái khuynh hướng này là cái khuynh hướng nó sẽ đưa mình vào cái lúc lâm chung đó. Từ dẫn từ khi mình đau bệnh suy sụp cho đến vậy, những pháp bất thiện nó khởi lên. Để nó làm cái lực xô đẩy cho đến cái giờ mà cái tâm tử này phát sanh lên đó, thì nó sẽ bắt những cảnh xấu nhất. Phải kiểm lại, nhìn cái con cháu mình trong nhà, rồi mình nhìn tới cái bản thân mình mới thấy đây là quy luật. Mình không có nói xấu, mình không có nói xấu ai cả, mà đây là cái hoạt động của tâm, bản thân mình cũng dính vào chỗ đó. Kiểm lại đi, mình sẽ thấy bản thân mình dính chỗ đó. Và cái này, nếu như mình không có hiểu biết cái điều này để mình nhìn thấy nó, mình kiểm soát nó, thì nó đi như vậy đó, nó gọi là cái đời sống bản năng. Bởi vì nó chảy từ vô lượng kiếp này, nó thành một cái thói quen ứng xử. Nó nằm trong cái bản năng, nó thành ra cái bản chất của mình, nó thành ra cái bản tính của mình, nó thành ra cái tính khí của mình, và mình sẽ ứng xử như vậy. Mà bây giờ mình không thấy rõ, mình không biết nó, mình không kiểm soát, thì đừng nói tới giờ lâm chung. Vậy thấy chưa? Mà mình có khả năng thấy biết mà. Mình thấy đó, quý vị không có hành thiền, quý vị vậy thấy được cái tâm hộ kiếp. Đó, mình ngồi đó rồi nó nghĩ, khi mình giật mình thấy nó nghĩ lâu lắm rồi, nó đi đâu á, nó miên man cái gì đó không rõ ràng. Mà nó nhảy qua, nhảy lại, nhảy tới, nhảy lui, lung tung lộn xộn như một người điên. Phải nhìn thấy đi, cái tâm chúng ta rất là phong túng. Và nó rối loạn, nó điên loạn trong đó, chứ không phải không có. Cho nên cái giờ mà mình cuối cái cuộc đời rồi, cơ thể này nó suy nhược, hệ thần kinh nó suy nhược, mình lú lẫn là chuyện đương nhiên. Là vì sao vậy? Vì trong cả một cái quá trình sống của mình đã không kiểm soát nó được. Mình không có đủ một cái năng lượng lành nè, thuộc về thiện và thiện trí để kiểm soát nữa, thì tất cả nó sẽ làm việc của nó, bởi vì nó đã hành xử từ vô lượng kiếp cho đến nay. Đó là cái điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của chúng ta đó. Mà khi đó gọi là chấm dứt một kiếp sống này rồi đó, là chúng ta thành công hay thất bại. Thông thường đó, chúng ta chỉ sống bằng cái mà chúng ta gọi là thành công ở thế gian này, để chúng ta có cái tục sản mà thôi. Cái tục sản chúng ta là gì? Là chúng ta có dòng tộc, có cha mẹ, anh em, có chồng vợ, có con cái, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có địa vị, có chức tước, có danh thôn, tiếng tốt. Tất cả những cái đó là tục sản. Tục sản này còn sống, còn sử dụng được. Khi đau trầm, đau trễ rồi,
không sử dụng được nữa. Chết rồi coi như không còn. Mà chết rồi mà lưu luyến nó thì thành ma, thành rắn, thành chó, thành quỷ, làm điều ác không, không có điều tốt. Như vậy phước có cái tài sản tục sản này chỉ có thể sử dụng được khi có phước về tâm linh, thì nó làm cho cái phước của tục sản này tăng lên. Còn không đó, nó sẽ là cái mà từ cái quả phước thiện nó sẽ duyên với cái bất thiện để chúng ta lưu luyến nó, để chúng ta nhớ mãi không nguôi mà chết không có đành lòng. Biết bao nhiêu người đó chết rồi không có siêu, để chờ có cái cơ hội mà nói ra được là còn cái gì chưa chia, còn cái gì chưa phân. Kể cả thời Đức Phật cũng vậy mà. Làm chó để giữ nhà, làm rắn để giữ cái tài sản đó, làm ma để chập chờn cái chỗ đó. Bởi vì mình dính ở đâu, tâm mình dính ở đâu, mình sẽ đi theo cái con đường dính mắc đó. Và khi mà chúng ta không có thấy rõ, không hiểu rõ, không kiểm soát nó, thì chúng ta sẽ phải đi vào con đường thoái đọa của nó mà thôi. Còn bây giờ đây nè, chúng ta đó chưa có thành thánh, chúng ta vẫn là con người với đầy đủ hai thứ này. Nhưng mà chúng ta quen nè, thấy nó, biết nó. Thì cái giờ cuối cùng mình sắp lâm chung đây nè, cái giai đoạn trước khi mà đi vào trong cái lộ cận tử này, thì trước đây những cái lộ này nó cũng đã suy yếu rồi. Thì thiện bất thiện nó cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống theo cái dòng chảy này, mà phần lớn là những cái lỗ bất thiện nó khởi lên. Nhưng nếu chúng ta quen hành trì, chúng ta sẽ dùng cái thiện trí này nè để thực hành cái chánh niệm, chúng ta thấy bây giờ sao mà thứ nhất về thể chất mình cảm thấy nó quá mệt mỏi rồi, cảm thấy không còn cái sự sống nữa. Cái thứ hai sao thấy nó buồn quá. Cái nữa sao thấy đó, thương nhớ con cháu quá. Cái nữa là tại sao mình phải chết vậy? Đời sống mình đang vui vẻ đấy, tại sao phải chết vậy? Mình không chấp nhận. Thấy rõ vậy. Chỉ cần cái lúc mình thấy rõ rồi là ra đi, thì cái đường tái sanh của mình tốt. Chứ còn nói hết thì chưa thể hết đâu. Nếu mà hết đó, thì đây là cái lộ tử viên tịch, hay là còn gọi là cái lộ nhập diệt, chỉ dành cho đấng toàn giác, chỉ dành cho bậc A-la-hán, chỉ dành cho bậc độc giác mà thôi. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta vẫn còn luân hồi. Như vậy con đường để chúng ta luân hồi tốt là chúng ta đây đó, thấy rõ, biết rõ. Mà cái này đâu có ai cho mình được. Cái này là cái thực hành của mình. Cái này cũng giống như thế này nè. Mình ở đời, khi mình thiếu phước đó, thì mình chỉ là cái người để người ta sai bảo mình làm việc tốt và sai bảo mình làm việc xấu thôi. Nhưng mà con người mình tỉnh thức đó, thì mình dùng cái thiện trí mình để mình biết mình làm cái này tốt hay là cái xấu. Cho nên phải ý thức lại cái cuộc đời của mình để biết mình đang làm điều tốt và điều xấu, mình đang làm cái điều lợi hay điều hại của mình. Còn cái ngu muội của tất cả chúng ta đó là cái tâm của chúng ta đó, là chúng ta ngó ra bên ngoài. Cái người đầu tiên mà chúng ta ngó là cha mẹ, người hôn phối, anh chị em chúng ta. Chúng ta ngó ra không? Làm thế nào cho những người này được vui vẻ? Làm thế nào những người này thương mình? Làm thế nào để mình có một cái tổ ấm? Mà muốn như vậy thì phải làm sao giữ được tiền bạc, phải hái ra tiền để mà tạo cho con, cho cháu mình nó vui vẻ, nó đầy đủ thì nó thương mình. Vì vậy thấy không? Con đường đi ra. Con đường có đi ra không? Cái con đường mà tất cả cái đời sống tình cảm của mình đây đó là nô lệ hết. Mình lo cho người ta quá chừng có đổi gì mà người ta phủ phàng một cái nó đau như cắt. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đi chờ, chúng ta đợi, chúng ta mong mỏi người khác tốt với mình. Hạnh phúc đích thực là chúng ta tốt với người khác. Hạnh phúc đích thực là chúng ta thương yêu người khác với tất cả tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta giúp người ta thôi. Chúng ta không dừng lại chỗ đó. Cái chỗ đó nó có một cái gì đó, nó tẻ nhạt lắm. Nó phải có cái ràng rịch, nó phải có cột lại. Và chúng ta tu để làm gì? Để nới cái sợi dây này ra.
chồng vợ đối xử tốt với nhau, cha mẹ con cái đối xử tốt với nhau, bạn bè đối xử tốt với nhau, đối với xã hội, đối với đất nước, đối với nhân loại. Chúng ta làm được điều gì tốt, chúng ta hãy làm. Đó là con đường mà chúng ta thoát đây. Và ý thức rõ được cái điều này thì chúng ta mới thoát. Còn không có ý thức rõ đó thì chúng ta chỉ làm thiện mà thiêu tri. Chúng ta chỉ đối xử tốt mà thôi, nhưng mà chúng ta thiếu cái ý thức, thiếu sự kiểm soát. Thì cái điều này chúng ta sẽ trôi lăn trong hai cái dòng này đây. Làm tốt rồi lại đau khổ, rồi lại làm tốt, rồi lại cái dương lên nó cứ ngụp lặn hoài, mà nó không có một cái gì nó soi sáng hết trong tâm của chúng ta. Cái soi sáng đó chính là chúng ta luôn luôn ý thức. Chúng ta không phê phán gì mình cả. Đừng nói tới cái chuyện chúng ta phê phán người khác. Phê phán người khác là tu giùm ta mà ta thù mình, không có làm cái chuyện dại dột đó. Mà mình soi trong cái tâm mình, mình biết cái nào xấu, cái nào tốt, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Chỉ cần soi sáng đó thôi, thì cái giờ ra đi đó là cái giờ mà chúng ta đã quen soi sáng nó, thì chúng ta ra đi bằng cái soi sáng này là chúng ta thôi. Còn cái cấp thấp hơn nữa là cái giờ ra đi đó là cái pháp thiện này được khởi sanh lại. Hai cái này mà nó không có được trong cái giờ lâm chung chúng ta thì kể như là chúng ta phải đi vào con đường khổ. Vì xin nhắc lại là cái con đường này nè, cái con đường của những cái pháp bất thiện này cực kỳ mạnh trong tâm chúng ta. Mạnh lắm. Ngài Acharam có viết một cái câu chuyện. Ngài nói là cái khi mà mình nhỏ tới lớn lên á, mình đi học rồi sau này mình giờ đi tu đó, chưa có biết lao động đâu, có biết làm gì hết. Mà bây giờ đi vô tu rồi thì mua một cái nhà cũ, rồi bây giờ phải phá cái chỗ đó ra, rồi phải tự mà xây lại. Thì cái nhiệm vụ của mỗi người là lãnh một cái phần, thì ông lãnh cái, Ngài mới lãnh cái phần đó là xây một cái bức tường. Thì từ đó giờ chưa xây cho nên cũng cẩn thận, nó cũng đo, cũng đạt, cũng treo dây, cũng này kia nọ. Làm xong rồi cũng đứng ngắm, đứng nghía rồi cho nó đàng hoàng tử tế. Sau khi xây xong rồi cái bức tường nó cả mấy ngàn viên. Nhưng mà không biết sao có cái chỗ đó hai cái viên nó nhô ra vậy. Ai nhìn vô cũng thấy cái chỗ nó rất là chướng con mắt. Riêng cái người mà xây này đó, cứ nhìn thấy cái đó là nó đau lòng lắm. Mà giờ không lẽ đập ra thì cũng không được. Bao nhiêu công sức rồi đập ra rồi nó hư, nó rúng động hết sao. Nhưng mà nó khó chịu vậy, hai cái viên gạch mà ai tới nó cũng dòm hai viên gạch. Nó nói xây bức tường tức cười quá ha. Tự nhiên tới đây cái hai viên gạch nhô ra. Nhưng mà có một hôm có một cái vị tăng nó tới. Vị này mới nói rằng bức tường này xây đẹp quá, chỉ có hai viên gạch này thôi còn ngoài ra là tốt hết. Thì cái tâm của cái người xây nó hạ xuống liền. Cho nên quý vị thấy không, đây đó, mình nói là một cái khuynh hướng á. Cái khuynh hướng khi người ta tiếp nhận bất cứ một cái gì đó, khi người ta tiếp nhận cái gì đó, thấy không? Quý vị thấy cái điều tốt á, người ta ghi nhận một cách hời hợt. Nhưng mà những cái điều gì mà để cho người ta có thể chỉ trích được, người ta có thể lên án được, thì người ta mạnh mẽ hơn. Đố quý vị tại sao? Tại vì tâm chúng ta đố kỵ. Tâm chúng ta không có tùy hỷ. Xây bức tường đó mình xây không nổi á, nhưng mình nói là nói ghê gớm lắm. Như thế chứ. Cho nên thường cái người làm không được chính là người chỉ trích nhiều nhất. Còn cái người ta có bắt tay vào làm việc đó, thì khi người ta làm, người ta thấy người khác làm lỗi đó, người ta biết tại sao, người ta rất là thông cảm. Còn người không làm mới là cái người nói bậy nhiều nhất. Thì quý vị thấy cái tâm chúng ta không? Chúng ta nô lệ cho những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta là cái lòng đố kỵ, không có tùy hỷ được. Và từ cái đố kỵ đó nó phát sanh ra cái sự chỉ trích. Và cái này cũng để cho chúng ta thấy rằng đó là cái tâm của chúng sinh đó nó có cái khuynh hướng đi về cái xấu nhiều hơn cái tốt. Rõ chưa? Trong đó có mình chứ không phải nói người ta. Khi mình nói cái luật về tâm thì cái luật này nó áp dụng luôn cho mình, nó không có chừa mình ra đâu. Mình chừa mình ra chứ nó không có chừa mình ra. Mình khôn lắm, lúc nào mình cũng nói mình không có trong cái chỗ đó.
Khi mình đụng chuyện rồi mình cũng ứ qua ứ lại, tại vì mình không có cái đó, thấy không? Mình có hay không có thì cái chuyện đó không phải nằm trong ước muốn của mình, mà đây đó là cái hoạt động. Cái dòng chảy của cái hội kiếp nó chảy suốt trong cuộc sống của chúng ta và nó bắt buộc phải xuất hiện. Không thể nào nói nó không xuất hiện được cả. Thành ra cái vấn đề là chúng ta có thấy nó không? Có kiểm soát nó được không? Và chúng ta đây đó là có hợp tác với lại cái đối tượng nào? Đó là cái phần mà nó gọi là cái phần sáng suốt của chúng ta. Cái phần thuộc về trí tuệ tâm linh nó nằm ở chỗ này để cho chúng ta có thể soi sáng được và chúng ta chọn sự hợp tác nào. Còn bằng không, chúng ta sẽ sống theo bản năng. Chúng ta sống theo bản chất đích thực của mình, chúng ta sống theo bản tánh của mình và chúng ta coi đó là tự nhiên. Tự nhiên là đúng rồi, tại vì nó chảy từ vô lượng kiếp, nhưng tự nhiên không có nghĩa là tốt đẹp. Tự nhiên là nó đã có sẵn, bây giờ nó trôi chảy và nó hoạt động. Còn vấn đề chúng ta kiểm soát trong cái tự nhiên này, cái nào mà chúng ta có thể nâng nó lên và cái nào chúng ta làm cho nó lu mờ đi. Còn nếu chúng ta không làm được sự kiểm soát này thì những cái mà chúng ta đó thiếu sự sáng suốt này chính là cơ hội để nó phát sinh. Luật nhá, nhớ rằng đây là cái luật. Thì chúng ta nói gì tới lúc lâm chung. Bởi vì khi mà sư cô, bản thân sư cô hành cái thiền nằm cũng vậy. Nhất là những ngày đầu mà vào thiền viện nó hành cái thiền nằm là thấy sợ rồi. Tại vì cái thiền nằm mình hành chỉ có 5 phút thôi. Mà lúc mình hành thiền đó là cái mình rất là gọi là rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Nhưng mà hành một chút xíu thôi thì đó chợt nó đi vào cái hôn trầm thị miên, hồi nào cũng hay mình giật mình thôi. Thì khi như vậy mình thấy rõ rồi. Mình thấy rõ bây giờ thứ nhất là mình có sức khỏe, cái thứ hai là cái tâm mình sáng suốt, cái thứ ba là mình có tác ý muốn hành thiền, mà chỉ có vài phút sau mà nó đi vào hôn trầm và thụy miên. Thì như vậy cái giờ lâm chung của mình đó, mình có thể nào làm cho thiện trí phát sanh được không? Quá khó. Nếu mình không tập thì quá khó. Và đêm nào trước khi ngủ mình cũng hành thiền trong 5 phút vậy, nhưng không phải bữa nào cũng thành công. Để mình thấy mà, nếu ngày hôm nay mình mệt mỏi nhiều quá, nếu hôm nay mình có việc nhiều quá thì mình rơi vào hôn trầm thụy miên rất nhanh. Mình hành trì để mình thấy cái luật của nó đi, để mình biết mà mình điều chỉnh lại, mình biết mình điều chỉnh lần trong những cái pháp này. Và cái khuynh hướng, nhớ nha, những cái khuynh hướng bất thiện này nó phát sanh rất là mạnh mẽ trong ta. Kiến thức chỉ có thể sử dụng được khi mình tỉnh táo. Còn cái giờ mà lâm chung á, là cái giờ đó cái thần kinh nó đã muội lược rồi. Và cái tâm mình nó có khuynh hướng á, là nó sẽ đi theo cái hộ kiếp này, nó đi lên đi xuống này không có biết được. Cho nên chỉ khi nào mình rèn luyện cái này thì cái giờ lâm chung mình mới sáng suốt. Và nó bao giờ nó cũng có đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại. Thiện bất thiện đổi qua đổi lại. Ví dụ như trong kinh có nói một trường hợp thế này. Cái bà lão này đó thì bà rất là thích cúng dường cái y cho chư tăng. Hãy bà có tiền là bà mua y và cúng dường. Nhưng mà bà không phải là cái người mà coi như là nó thuận thành đâu. Sau này bà mới biết tiền kiếp bà cũng gieo nhiều thứ đó. Cho đến cái giờ lâm chung đó là cái cảnh mà gọi là nó sanh thú của bà trông thấy là cái lửa địa ngục. Lửa địa ngục là bà sẽ đi vào trong cái địa ngục đó. Nhưng mà khi bà thấy cái lửa địa ngục đó thì nó lại có cái màu vàng. Màu vàng nó hồng lên, nó có cái màu vàng đó. Thì bà nhớ tới cái y chi tăng. Vì thấy chưa, cái sanh thú là thấy lửa địa ngục. Nhưng mà khi thấy lửa địa ngục là thấy cái màu áo của chư tăng. Là cái tâm mà hoan hỷ khi bà cúng dường cái y đó nó khởi lên, thì bà thoát khỏi địa ngục mà bà tái sanh khỏi chư thiên. Cho nên nó rất là quan trọng trong cái giờ cuối này là cái pháp thiện pháp bất thiện nó chen nhau. Cho nên mình khó thấy biết lắm. Vì cái lẽ đó mà đứng về cái nghiệp và cái lâm chung này đó là cái khó nghĩ bàn. Ở cái chỗ là chúng ta không thể đoán được mà phải thấy rõ ràng mới có thể nói được. Mà người thấy rõ ràng là cái người nó phải đắc cái thần thông.
hoặc là một cái vị Phật thì mới có thể thấy rõ ràng được. Còn chúng ta chỉ nương vào cái luật của tâm này mà chúng ta làm sao đó để cho cái đời sống chúng ta hàng ngày đó, cái sự trôi chảy của những cái pháp thiện, những cái mà chúng ta ý thức về tất cả những cái thiện và bất thiện trong tâm chúng ta đây đó, là chúng ta luôn luôn rèn luyện cái đó, thì cái đó cái điều chúng ta có thể làm được. Và chúng ta có thể hy vọng rằng cái giờ ra đi của mình đó là mình sẽ đi bằng cách là mình thấy tất cả từ cái quế nhiễm tới cái thiện lành của mình. Chứ không phải là chúng ta đây đó là có thể diệt hết tất cả những quế nhiễm đâu. Nhân quế nhiễm vẫn khởi lên mà chúng ta thấy được là quý rồi. Còn nếu như cái giờ cuối mà cái pháp thiện nó khởi lên mà chúng ta lại thấy được cái pháp thiện đó thì cái năng lượng lành này nó cực lớn, thì con đường tái sanh này tốt vô cùng. Cho nên là khi mà chúng ta học về cái này thì chúng ta cứ khảo sát trong cái tâm của mình. Bởi vì cái đường tu đó là chúng ta phải khảo sát, chúng ta thấy trong tâm của mình thì cái lợi ích mình mới hưởng. Bởi vì cái này nó khởi sanh, cái thiện trí này nó khởi sanh. Còn nếu như mình quán sát cho người khác đó thì nó không phải thiện trí. Bởi vì thường khi mình quán sát cho người khác đó mà mình nói lời này lời kia lời nọ thì đa số mình đều nói bằng những cái lời bất thiện. Mà khi mình nói thật sự bằng lời thiện mà người ta không nghe mình đó, mình cũng tức nữa. Thì như vậy rõ ràng là những cái lời mà mình đem đến cho người khác phần lớn đều không thiện. Chừng nào người ta hỏi mình mới nói. Còn người ta không hỏi mà mình nói, mình coi chừng cái miệng của mình, mình coi chừng cái tâm của mình, thấy không? Nhiều khi mình thấy mình thua người ta chút xíu thôi, người ta xây cái tường đó mình xây không được, nhưng mà tìm cái chỗ nào nó cho nó sụp đổ luôn, là cái ác ở trong tâm của mình mà mình không thấy biết. Cái này nó khởi lên. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được trí tuệ sáng suốt. Một phần.